Nhận thức và hành động của toàn xã hội về công tác dân số được nâng lên, cơ cấu dân số có sự thay đổi tích cực và chất lượng dân số được cải thiện là những kết quả nổi bật mà Đà Nẵng đạt được trong thực hiện các mục tiêu về dân số và phát triển thời gian qua. Phóng sự được thực hiện nhân ngày dân số Việt Nam ngày 26 tháng 12. Theo thống kê, hiện toàn thành phố Đà Nẵng có trên 1,1 triệu người. Trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng dân số bình quân hàng năm của Đà Nẵng là 2,45%, tương đương 24.700 người mỗi năm. Trong đó, tăng dân số từ tỷ suất sinh bình quân là 0,05%. Tăng do hiện tượng di cư từ các địa phương khác đến, bình quân mỗi năm là 10 đến 15.000 dân. Những năm qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống cho người dân, Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dân số và coi đây là động lực phát triển của thành phố. Cái chất lượng dân số nó thể hiện qua cái lĩnh vực giáo dục. Lĩnh vực giáo dục thì hiện nay theo các kết quả điều tra, tổng điều tra dân số thì cái tỷ lệ dân số mà biết đọc biết viết tại Đà Nẵng thì có vị thứ rất là cao, xếp vị thứ 8 so với toàn quốc, và cái tỷ lệ này lên đến là 98,7%. Chất lượng dân số là sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Theo Cục Thống kê thành phố, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước đạt gần trên 600.000 người, trên 13.000 người đang tham gia lực lượng lao động đã được đào tạo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hơn 55%, cả nước là 51%, qua đào tạo nghề là 45%, toàn quốc là 38%. Rồi về trình độ chuyên môn kỹ thuật của dân số, đây cũng là một cái mà đánh giá về mặt trí tuệ của dân số. Thì chuyên môn của Đà Nẵng thì đến nay thì có 33,9% dân số từ 15 tuổi trở lên là có trình độ chuyên môn, và cái tỷ lệ này so với toàn quốc thì khá cao. Điều này cũng cho thấy rằng là cái chất lượng dân số trong 10 năm qua đã được cải thiện và tăng lên đáng kể. Thời gian đến, ngành dân số xác định tập trung giải quyết các vấn đề một cách toàn diện như phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng để phát triển kinh tế, đầu tư chăm sóc người cao tuổi để thích ứng với quá trình già hóa dân số. Đặc biệt, tích cực điều chỉnh mức sinh giữa các vùng, đối tượng, đảm bảo quy mô dân số hợp lý, nâng cao dịch vụ y tế, chăm sóc thế hệ trẻ tuổi vị thành niên, thanh niên để đáp ứng với nguồn lực của thành phố ngày càng phát triển. Để làm được điều này, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân phù hợp với tình hình thực tế đóng vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, gia đình đối với sự phát triển bền vững của thành phố. Hiện nay chúng tôi phải tập trung cái việc tuyên truyền cho cả nam và nữ trong việc hỗ trợ, san sẻ, chia sẻ cho nhau về nhận thức, về quan điểm, về cái điều kiện trong gia đình để mà phù hợp trong việc quyết định. Cái công tác tuyên truyền hiện nay phải thay đổi để mà tất cả cùng phải vào cuộc, cùng cộng đồng trách nhiệm, cùng chia sẻ cho phụ nữ. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 xác định dân số là yếu tố đầu vào của quá trình phát triển và cũng là điểm đến cuối cùng đo lường sự phát triển. Con người là chủ thể và là trung tâm của sự phát triển. Điều này cũng gắn liền với việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.